giới thiệu cho anh em cái quán này. Mình thấy đồ ăn ở đây cũng ngon, cũng được, nhậu bí tỉ mấy lần, giá nó không bao nhiêu cả. Và cái view nó khá đẹp. Dắt anh em rồi bạn bè rồi mọi người tới, đối tác làm ăn cũng được anh em ạ. Khá là ổn nha. Mình check cho vài món trước. Đỉnh hơn ba con tôm sống chấm wasabi nhiều. Nó là sao đang? Con sốt thái nó cay cay. Thêm ba cái lát xoài nó chua nữa. Tí rau thơm nữa. Gọi là bén cực đỉnh đó anh em. Check cái miếng cháo hàu coi. Ngon. Giờ để em ăn thử em xem sao. Con hàu nè. Ừ, ok. Nó có gừng. Gừng với rau quái gì em không biết là rau gì. Hài. Nói chung là kiểu như cháo gừng thôi anh em. Còn ngọt xíu, mặn mặn. Chả biết tả sao. Không phải ăn được. Vui em á. Check thử cái này coi. Má nó nấm anh em ạ. Mẹ tưởng hào. Món mới này anh em ơi. Cái này là ốc mỡ, một phần ốc mỡ nha. Ốc mỡ cháy tỏi. Chào nha anh em. Nhưng mà ba nó có ăn gì không không? Chung là cũng mập. Ốc khá béo anh em ạ. Cháy tỏi, có cả tỏi tươi, tỏi chiên, tỏi tươi nguyên cục này em. Nói chung là cũng bén càng. Đấy, nãy mình quay là một phần ốc mỡ, cháy tỏi. À, lên thêm món mới nha anh em. Thì đây là một phần, gọi là đậu hũ thì ở đâu nó như nhau thôi thật. Giờ tôi chém gió kinh quá thì anh em lại bảo là thằng này sao lờ. Đậu hũ đâu như nhau à, thì đây là một phần đậu hũ ở bên này. Cái món này là cái món khổ qua ướp đá. Mỗi lần mà mình ăn là mình ngắp nhúp thêm một miếng chà bông nữa, nhúp thêm cái này xong mình chấm vô cái này, chấm một xì dầu là rất là ổn.